Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2023, Hội đồng Nhân dân xã Vân Sơn khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Dự kỳ họp có đồng chí Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tân Lạc. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc và Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vân Sơn về công tác cán bộ, tờ trình của Hội đồng Nhân dân xã về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đã tín nhiệm bầu đồng chí Hà Công Thống, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vân Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chúc mừng đồng chí Hà Công Thống đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Đồng chí cũng mong muốn tập thể Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vân Sơn và cá nhân đồng chí Hà Công Thống luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ, chủ động sáng tạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, đưa xã nhà phát triển toàn diện và bền vững.